Sáng 13 tháng 1 năm 2022, huyện Lang Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện chỉ huy các đơn vị giao quân. Trong đợt này, huyện Lang Chánh đón nhận 80 nam quân nhân tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Lữ đoàn Pháo binh 16, E21, E335, F324 quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội cựu chiến binh huyện đã biểu dương những thành tích của tập thể chiến sĩ đã đạt được trong thời gian tại ngũ. Kết quả đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước vẻ vang của huyện, đồng thời mong muốn sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân sẽ phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào các hoạt động và phong trào tại địa phương, tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung sức chung lòng xây dựng huyện Lang Chánh ngày càng phát triển, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Dịp này, đại diện các quân nhân xuất ngũ cũng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện đã luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các chiến sĩ trong thời gian tại ngũ và hứa khi trở về địa phương sẽ tiếp tục ra sức học tập, lao động, sản xuất, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Tại buổi lễ, huyện Lang Chánh cũng đã tặng quà Tết cho các nam quân nhân, chúc các quân nhân và gia đình đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và lành mạnh. Quân nhân này. Không phải huyện nào cũng làm được như thế này đâu.